Lá chịu đòn. Ngày hôm nay mấy đứa tới đây thì cũng phải ráng làm nở mày nở mặt trải bắp của chúng ta. Rồi giới thiệu về mình tên gì nè? Dạ con tên là Quỳnh Như. Dạ con tên là Công Minh. Hai đứa con 17 tuổi ạ. Cái bài hát mà của anh Bắp mà nhiều người biết nhất là bài gì con? Dạ Mời Yêu ạ. Cái bài mà không ai biết là bài gì con? Nó cũng biết luôn. Biết hết, tại vì bé nó là bài nào cũng biết hết. Nên cũng khó khi cho các bé. Bữa nay tới á. Đó. Thi cái gì thi mà phải sỉ nhục Ngô Kiên Huy mới cười. Chữ. Lần đầu tiên FC với chữ tan nát thần tượng mới cười nào. Không sao đâu. Nhắm có đành đoạn không? Không. Có thể là mà vượt qua được cái cú sốc đó không? Để mà làm không? Chắc được. Chắc được phải không? Cố gắng lên, anh đang chờ đợi nha. Dạ. Rồi, thi. Rồi. Rồi mà hai em vào vị trí. Thời gian 60 giây bắt đầu. Cướp đâu? Chạy đằng kia kìa chú giữ giùm con đi. Cướp thì mày la nhỏ nhỏ cho tao còn ngủ nữa chứ. Cái ba lô đâu rồi? Cướp. Cái gì? Cướp lấy rồi. Cướp lấy thì mày la lớn lớn tao còn được thấy nó nữa chứ. Cứ chạy bên phải đi chú. Đã nói cướp thì mày la nhỏ nhỏ mà. Cái cú bước mạnh lên nha. Ê cướp chạy bên này cho mày. Cái gì? Lại gần. Con trai lại gần. Quân đã chiến thắng và rồi. Thắng cuộc trận rồi đây, bạn thật là tài giỏi. Bao nhiêu nỗi quán hờn đúng không? Bao nhiêu nỗi quán hờn. Khúc cuối phải trả thù chứ. Đâu có để mà ngang ngược như vậy tát người ta hoài. Người ta con gái mà cho cái vai tát quá trời tát. Tại sao ác vậy em? Tại sao em phân vai cho con gái mà em tát cái cỡ đó? Đúng không? Hồi nãy em phải mời thần tượng xuống diễn với em. Anh Bắp xuống anh diễn với em đi. Em bên fan club mà. Xuống anh Bắp là cái người dai nhỏ con gái đó. Là cười liền rồi. Em tát bóp vô mặt như là chết rồi. Đúng không? Dạ. Rồi 2 triệu hợp lý. Sao nữa? Tụi em à, đang có 2 triệu đồng vừa rồi sót lắm. Trên này mà nghe âm thanh chua chát. Hai đứa suy nghĩ kỹ lại là thi tiếp hay ngừng lại lấy 2 triệu. Thật ra mang 2 triệu về cũng không gì là xấu hổ. Dạ tụi em thi tiếp ạ. Tốt. Hai gì Bắp? Hai gì thần tượng của các em? Dạ. Rồi có chuẩn bị gì không? Dạ có. Rồi mời tụi em. Dạ tụi em thi ạ. Rồi 60 giây thời gian bắt đầu. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Con à, ca dao tục ngữ của Việt Nam con đâu có cần đọc như vậy đâu. Con chỉ cần đọc nhẹ nhàng tình cảm là được. Để mày đọc thử cho con nghe nha. Công cha nhỏ này có duyên nè. Nhỏ này rất có duyên. Hồi nãy là trong cái tiêu phẩm đầu anh định khen em rồi mà chưa có khen. Cái lúc mà cái bạn kia ra giật cái túi của em á, em diễn rất là từ tốn. Đang đọc sách. Hay không? Đúng không? Cái vòng 1 là anh là cũng định cười cái đoạn đó cho em rồi đó. Nhưng mà anh thấy gì ngắn ngủn thì cười thì nó dở quá đúng không? Phải định cho cuối cùng em cũng có cái vui. Cái này em lại một lần nữa diễn ra cái tâm lý của người. Em vẫn rất là lịch sự thấy không? Cái gì phải nhẹ nhẹ thôi, đừng có đọc lớn quá. Bình thường thôi con, để mày đọc. Khô dạ. Chịu nhỏ này, cái nét diễn dễ thương anh chịu. Bắp, nở mày nở mặt Bắp ơi. Nào, hai Bắp nhỏ của ta.
Tụi em đã có 10 triệu rồi đó. Đúng. Suy nghĩ nha. Thi tiếp 20 triệu, nhưng mà nếu mà chẳng may mình thất bại, mình mất 10 triệu. Đúng. Suy nghĩ cho kỹ, 10 triệu không phải là số tiền nhỏ. Một, tụi em là bắp rang bơ. Hai, tụi em sẽ trở thành cùi bắp. Là tùy cách suy nghĩ của tụi em. Hai dòng đầu là nhẹ nhàng, tôi dễ tính đó nha. Dòng ba là khó, phải thật sự vui mới làm. Dạ, tụi em thi tiếp. Trời ơi, đúng là những cây bắp con do có lớn vẫn đứng thẳng hàng. Dạ, tụi em thi rồi. Rồi, 60 giây, bắt đầu. Rạng sáng ngày 12 tháng 6 năm 2018, dưới sự viện trợ của gia đình, tụi em đã tiến thẳng vào căn cứ nhà thiếu nhi quận 3 để casting thách thức danh hài mùa năm. Giai đoạn đầu của đợt casting diễn biến phức tạp, nhưng với ý chí kiên cường và đấu tranh mãnh liệt, hai công dân yêu nước như tụi em đã giành được chiến thắng vang dội. Nguyên nhân chiến thắng nhờ vào sự lãnh đạo tài tình và sáng suốt của Trần Thế Khương. Ý nghĩa lịch sử, chiến thắng đã tạo nên một bước ngoặt lớn, giáng một đòn mạnh mẽ và làm lung lay ý chí của các hy sinh khác. Đúng 6 giờ 55 phút ngày 27 tháng 6 năm Mậu Tuất, tức ngày 8 tháng 8 năm 2018, tụi em đã đổ bộ thẳng vào phim trường Big Cell thuộc số 574 Dương Quảng Hàm, phường 6, quận Gò Vấp, ngày nay cũng là quận Gò Vấp, cách trung tâm Sài Gòn 4,2 km về phía Tây Bắc, để tham gia vòng ghi hình. Thời điểm hiện tại, tụi em đã tốn 47 giây để thuật lại diễn biến, đứng trước thế bí và nguy cơ tổn thất 10 triệu ngân sách. Văn minh và thông minh. Tụi em một lần nữa làm nở mày nở mập anh Bắp. Thần linh có nghĩa là phải y như vậy đó em. Cái mặt phải rất nghiêm trang và tôn trọng cái bài diễn thuyết của mình, y như là một cái đoạn văn lịch sử vậy đó, giống như một chiến công, hiểu không? Hai thí sinh của em dù phải hy sinh nhưng không, 10 triệu chẳng là gì so với sự vinh nhục của cả một FC. Phải thêm cái câu đó, câu cuối, hiểu không? Có nghĩa là 20 triệu thì xá là gì so với sự vinh nhục của cả FC. Và quan trọng, người lãnh đạo cả đời chỉ có một bài hit, đó là ví dụ vậy, em hiểu không? Đó, cái câu cuối đó mà đẩy ra một cái nó là chết liền. Nhưng văn tụi em soạn tốt, có nghĩa là nó mang cái chất lịch sử nhưng mà tụi em không có bị leo lề, có nghĩa là nó đang nằm ở cái ranh giới giữa nhạy cảm và không nhạy cảm. Tụi em làm rất là liều lượng, chịu, thấy không? Chứ cuối cùng cái cú chót, tụi em nằm thế bí trước sự hy sinh 10 triệu. Để thuật lại diễn biến, đứng trước thế bí và nguy cơ tổn thất 10 triệu ngân sách. Chịu luôn. Hôm nay là cái đó nó đẻ ra gần giờ chót đúng không? Kèn. Phải như vậy mới là FC chứ, đúng không? FC của người như thế nào là phải ít nhiều gì mang được cái hơi hướng của thần tượng của mình, đúng không? Hài hước, vui nhộn, dễ thương. Người ta nhìn vào người ta biết là thần tượng tụi em sẽ không như vậy. Thật tụi em xàm hơn rất nhiều.